Chào mừng toàn thể các em đã quay trở lại với video của chị ngày hôm nay. Video lần này chị sẽ hướng dẫn cho các em tập vẽ về một bình hoa. Các em chuẩn bị cho chị một tờ giấy trắng, một ngòi bút chì và một cục gôm. Mày mất mười chữ biết mười chữ biết mười chữ biết
Không thôi mưa cái ra bắn đoạn lại. Nhìn tiếp vô đi. Phím này. Phím. Yeah.